được bất ngờ nha. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Ủa? Ngọc Tuấn hả? Hello, hello. Ở vào hồi nào vậy? Cảm ơn Quý Vào. Vậy hả? Anh rất là ngưỡng mộ em luôn nha. Thấy em trong cái chương trình mà cứ nói Trúc Ly hoài, không biết chuyện nào Ngọc Tuấn vào thì cho anh gặp, mà không ngờ là ngày hôm nay thì Trúc Ly tạo cho anh một cái sự bất ngờ là khá đặc biệt, mà bên cạnh đó được gặp các bạn trẻ ở đây nữa. Chắc nãy giờ là hát guitar quá trời luôn phải không? Dạ hát được hả? Em đang vừa ra kia nói chuyện cô tí. À vậy thì bây giờ các bạn có muốn anh Ngọc Tuấn hát nữa không? Dạ có. Dạ hả? Mà hát cái bài mà trong cuộc thi á, cái bài Dù là nghèo. Dù anh nghèo. Ok. Bài đó đi, bài đó hai người là hát đỉnh luôn á. Cô có muốn nghe không cô? Bài này là hát lại, tại vì vừa rồi là hai anh chị cũng kết hợp cái bài đó cũng thành công, cho nên bây giờ hát lại cho các bạn nghe nha. Bây giờ. Thôi đứng lên đi, đứng lên cho nó tình cảm. Đứng rồi. Người ta đang quay lại cho khán giả xem mà. Đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đâu dám mở môi. Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co. Vào đây kiếp sống đơn sơ, yêu nhau nào mơ ước nhiều. Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau đẹp thấy buổi đầu. Dù ngày mai có ra sao, miễn mình mãi được gần. Em ơi, em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu. Lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ái ơn xin ngợi ca suốt đời. Giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Bây giờ mà em nhắc đến thêm
hai đứa yêu nhau chùm hai mái đầu. Lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ái ơn xin ngợi ca suốt đời. Giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời. Giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Hôm nay thì Showbiz vui vẻ rất là hạnh phúc khi được gặp gỡ Ngọc Tuấn là ca sĩ thần tượng bản sao của Mạnh Quỳnh. Thì cảm ơn em đã ngoài Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh và đã cho anh cơ hội được gặp em. Và bây giờ thì anh Tuấn Hương đang có một cái ý gì nha, không biết là có đồng ý không nha. Tuấn ở lại, nếu mà ở lại thêm một tuần lễ nữa anh sẽ sẵn sàng anh tổ chức cho một cái buổi họp fan live show nhỏ. Để mời tất cả các bạn fan của em đến xem chương trình của em và được quay hình lại, đồng ý không? Đồng ý không? Rồi anh sẽ tổ chức ngay, anh sẽ sắp xếp trong vòng khoảng chừng 3-4 ngày để có thể tổ chức được một cái show nhỏ cho hai đứa em rồi. Thì hy vọng rằng các fan của em sẽ được trực tiếp đến để xem hai đứa em biểu diễn nhiều ca khúc hay hơn nữa. Rồi xin Showbiz vui vẻ cảm ơn và chúc cho hai em sẽ được nhiều sức khỏe nha. Cái giọng hát của mình sẽ gửi tặng đến khán giả được nhiều hơn và xa hơn. Rồi, xin chào các em nha. Chào các em.